thể hướng đến lấy Gragas trước và đưa cho đối phương quyền lựa chọn kèo đánh ở khu vực đứng dưới. Với Zik cùng với cả đó là Senna vẫn đang còn, họ hoàn toàn có thể lựa chọn trước. Thì vẫn sẽ còn ít nhất là một lựa chọn nữa dành cho bên phía của Jin Dong Kim Minh để có thể kết hợp cùng với cả con bài Gragas này. Nhưng một lần nữa thì con Vayne đang được nhá ở đây. Hơi sớm dành cho HD. Nếu như 4.2 thì có thể là câu chuyện sẽ có những con Vayne được pick thật để đi ở khu vực đứng trên. Nhưng với thời điểm này thì đang là còn hơi sớm. Và Vách, một con tướng rất lâu rồi không xuất hiện, đang được nhá ở đây. Trước hết chắc thì ta. Trước hết thì Pasekinic Magalasi họ đã có được con Shen. Sau khi đối thủ không chọn lấy nó, một chiến đấu gaming quyết định Gragas mới là quân bài mở đầu. Mặc dù con Gragas như chúng ta đã chia sẻ ở phần trước, trước khi mà trận thi đấu này bắt đầu, đây là quân bài tủ của Doki và là quân bài mà Doki chơi rất hay. Tuy nhiên thì đổi con Gragas và dành con Shen cho đối phương thì liệu rằng có phải là một cái đuổi lời của Shindong Gaming trong trận thi đấu này hay không, chúng ta cũng chờ xem. Một cái chỉ số có thể ủng hộ Doki đó là ở thời điểm hiện tại thì cái tỷ lệ thắng của Gragas trong vòng bảng WIO của chúng ta là cực kỳ cao, 58%. Và nhất là đây là con bài tủ nằm trong tay của Doki nữa, thì có vẻ như Shindong Gaming vẫn đang rất tin tưởng vào hỗ trợ của họ với con bài tủ của anh ta. Và theo sau Gragas thì Shindong Gaming có thêm hai xạ thủ, họ quyết định là chơi hai sát thủ. Shindong Gaming quyết định là chơi hai sát thủ sau khi mà thấy đối thủ đã lộ ra con Zik. Hai sát thủ, chắc chắn mục tiêu của họ trong ván đấu này chỉ có thể là con Zik thôi, chưa cần biết đối phương sẽ chọn những gì ở sau. Còn Pathetic Magalassi thì họ đang tiếp tục là lấy cho mình thêm một con Garen ở trong ván đấu này nữa để có thể tăng thêm những chất tướng đứng làm dàn chắn phía trước dành cho vị trí của Demon Kai, với một con Zik có thể thả bom ở phía đằng sau. Có thể họ cũng sẽ có kết hợp thêm một con Corki ở khu vực đứng giữa, nhưng không, phản động này họ đã chủ động là người ban đi Corki rồi, thì còn chất tướng gì khu vực đứng giữa mà Eren có thể sử dụng trong ván đấu này? Có thể sẽ là một ván đấu mà một Pháp và tứ nô chăng? Chúng ta cùng chờ xem. Nhưng tôi cũng đồng quan điểm với lại Nuzi. Tôi cứ tưởng là ở trong phase 2 thì bên phía Nick Magasi sẽ có thể tranh chấp con Corki ở khu vực đường giữa. Lúc đó thì họ sẽ để cho con Garen nằm trong tay của Hide khu vực đường trên và để cho con Shen đi rừng nằm tay của Zachi. Cái đội hình như thế là đẹp. Và nên nhớ là thời điểm hiện tại thì Hide anh ta chơi không quá tốt, giữ vị tướng đòi hỏi việc tham minh tốt và đòi hỏi kỹ năng cá nhân quá cao. Cái chiến thuật cấm chọn của Nick Magalassi tại điểm hiện tại thường hay đến những vị tướng hướng đến những vị tướng dễ chơi dành cho Hide, ví dụ như là Garen khu vực trên hoặc là Redstone chẳng hạn. Những vị tướng này thì cái lối chơi đơn giản rất là nhiều. Nhưng bây giờ thì Nick Magalassi đã đích thân cấm đi con Corki của họ rồi, thì bây giờ cái đội hình của họ nhiều khả năng sẽ là Garen ở khu vực đường giữa, và Shen này thì vẫn chưa biết là Shen đi rừng hay là đi đường trên. Bây giờ có thêm Riven nữa, thì liệu rằng Nick Magalassi sẽ tổ chức cái đội hình với ba đấu sĩ này của mình như thế nào đây? Và thậm chí rằng chúng ta thấy được Zino Gaming chủ động cấm đi. Đấy là... này thì ai support nhỉ? Nick Magalassi đánh xe support à? Hay là họ sẽ thả cho Demon Kai cầm Zik pha một mình ở dưới? Wow. Xe support rồi. Sen rừng hay là xe support nhỉ? Renga chắc chắn là xe support rồi. Như vậy là Sen support thật. Như vậy là Raw sẽ là người cầm Sen River trong phần thi đấu này. River một ván đấu mà River Sen sẽ xuất hiện. Một con Sen chỉ loanh quanh ở xung quanh khu vực sông, đến với những tình huống vô ảnh bộ của mình để có thể đem về những tình huống có điểm hạ gục. Và khi mà đạt đến cấp độ 5 thì có lẽ là bắt đầu lại tình huống mà nhất thống đi loanh quanh. Sen... họ cũng có một combo khá hay. Đấy là việc mà một con Rengar chiêu cuối tàng hình lại gần, và khi vồ vào thì có thêm cả một con Sen trên đầu nữa để có thể có thêm những hiệu ứng khống chế và giữ chân. Đồng ý. Tuy nhiên thì một con Sen mà phải lên đồ theo tiên ứng hỗ trợ thì tôi đánh giá hơi phí con Sen. Bởi vì con Sen ngoài cái khả năng chống chịu thì chúng ta đều thấy con Sen giai đoạn cuối của bản thi đấu có khả năng gây sát thương cũng là rất là tốt, với những cú công kích hoàn toàn trúng, sau đó là những cú đánh thường của Sen cũng là rất là đau. Do đó là nếu như bên phía Nick Magalassi họ sử dụng con Sen hỗ trợ trong ván thi đấu này thì theo tôi cảm giác là hơi phí. Một bài đánh khá lạ của Nick Magalassi và rõ ràng nó đã gây không ít sự hoang mang cho cả chúng tôi và có lẽ là cả Kingdom Gaming nữa. Chúng ta chờ đợi xem bên phía Nick Magalassi vận dụng con Sen hỗ trợ này tốt đến đâu. Draw, đây là lần đầu tiên, gần như là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cầm con Sen hỗ trợ.
Ở trong giải đấu của chúng ta thì hình như cũng chưa có quá nhiều người, như thậm chí là không có ai cầm con sen để hỗ trợ thì phải. Chưa có. Khu đường giữa thì FaZe đang chịu một vài thua thiệt về mặt chất tướng, với việc là anh ta cũng không có nhiều quá nhiều khả năng đẩy đường ở trong những cấp độ ban đầu. Còn HD dọn dẹp xong đợt lính đã di chuyển vào đánh hoa soi sáng, kiểm soát thêm lượng tầm nhìn và sẽ giúp cho những đồng đội mình có thêm những hướng gánh nó chính xác hơn. Sadi ra chửa ra đây có những tình huống quay tay, máu này máu FaZe sẽ phải biến về nhà thôi, anh ta cũng không còn nhiều những tiền đề để có thể gọi là di chuyển tiếp để tấn công một khu vực đường giữa nữa. Tình huống di chuyển và cắm mắt của HD khu vực được chơi là khá tốt. Anh ta đánh hoa soi sáng và phát hiện ra con mắt tím của đối phương, và anh ta chủ động cắm con mắt xanh đó. Nó hoàn toàn là ngoài tầm kiểm soát con mắt tím mà nó sẽ không bị phá đi và cũng không bị đối phương phát hiện thấy. Nhưng con mắt xanh nó cũng sẽ giúp cho anh ta soi sáng được phần bùa xanh bên phía đối phương. HD đang có một khởi đầu khá tốt ở trong bảng thi đấu này. Trong khi đó thì Draw thì hiện tại đang có mặt ở khu vực đường giữa cùng với Aaron rồi. Tuy nhiên thì Draw là một con sen và cái khả năng mà anh ta có thể phụ giúp cho Aaron trong cái khâu dọn lính chắc chắn là sẽ không thể nào tối ưu được bằng so với lại con Ragas nằm tay của Doki. Hay nói khác là Aaron cũng Draw bây giờ không khác gì hai cái bị thịt để cho FaZe cùng với Doki xả sát thương cả. Cái khoảng thời gian mạnh hơn đến từ Aaron là ở trong những cấp độ ban đầu, trước 3 cấp độ đầu thì nó đã qua rồi, và bây giờ chúng ta thấy được rằng bộ đôi đến từ bên phía của Gino Gaming đang thực sự là người nắm giữ được thế chủ động đẩy lính ở khu vực nửa giữa. Bản đồ còn rất chi pháp trên tầm nhìn đối phương, anh ta sẽ không thể nào gây được thêm những sự bất ngờ nữa. Draw đang di chuyển lên để có thể thực hiện một tình huống vô ảnh bộ nhưng không vào đủ tầm và cũng sẽ là đi về thôi đến từ rất chi. Ở trong cái đó khu vực được trên thì Sunny đang có được lợi thế một chút về mặt kinh nghiệm, anh ta gần nhảy năm rồi. Giờ thì Sunny đang có tình huống biến về nhưng One bị bắt là đây. Hideta một kiếm lần thứ ba không chính xác và One đã có thể nhảy về thành công. Không có ai bị bắt lại ở trong pha thi đấu này cả. Vòng rừng của cả hai bên thì đều đã hoàn tất. Và chúng ta vừa mới thấy là cả hai người đi rừng đều đã dừng lại vòng rừng đầu tiên của họ ở nửa trên của bản đồ. Rất có thể là sau vòng rừng thứ hai chúng ta lại tiếp tục chứng kiến một pha giao tranh lớn nữa khu vực đường trên sẽ được xảy ra. Có thể sẽ như vậy. Với những hướng đi rừng như thế này thì thời điểm hiện tại cho thấy được là các tuyển thủ đi rừng sẽ thường có những tình huống kết hợp với cả đường trên để có những điểm hạ gục sớm. Có đây là một tình huống mà lúc nãy anh Việt khen rất nhiều với Doki với con Grag của mình thì anh ta vừa có một thùng rượu nổ là hơi tệ. Còn không được trên thì Sunny cũng đã né được một tình huống gank của Zachi khi mà anh ta đã bị lấy máu trước đấy rồi. Và HD thời điểm hiện tại cũng sẽ có lẽ là phải diễn tiếp thôi. Có Doki đâu hỗ trợ, có Doki thì khó. Có Doki thì chắc chắn là rất khó. Mặc dù Doki mất thùng rượu nổ rồi nhưng mà anh ta vẫn còn cái lăng bụng của mình. Nhưng Zachi đang có tình huống chiếu cuối. Và sau đó thì HD lao vào một cú kinh lực chính xác. Cái Doki vẫn có thể thoát về. Và lượng máu của anh ta mất đi là không quá nhiều. Và trong tình huống này chắc chắn là cái pha găng của Zachi sẽ dừng lại ở khu vực đường trên thôi. Anh ta sẽ phải quay trở lại khu vực rừng của mình để tránh mất đi quá nhiều thời gian farm rừng của mình. Trong khi đó Draw từ nãy đến giờ anh ta chỉ quanh quẩn khu vực đường giữa để hỗ trợ cho Aaron là nhiều, chưa tiến lên khu vực đường trên. Điều này cũng là hợp lý bởi vì bây giờ Draw đã có được cấp độ 5 và anh ta cứ ở khu vực đường giữa thôi. Nếu như cánh nào bị đánh hoặc là cánh nào có giao tranh thì Draw sẵn sàng đến với nhất thống của mình. Đang là một vòng rừng thứ hai chậm hơn khá nhiều đến từ rất chi. Bây giờ anh ta mới đến cho mình đấy là bãi quái rừng thứ hai của vòng 2. Còn đã là farm xong rồi đến từ bên phía bên này. Thì có thể rằng là bên phía Diêu Kim Minh sẽ là một người chủ động tấn công lên khu vực nửa trên bản đồ. Họ đang muốn bắt sẵn vào vị trí của Ide ở đây. Ide vẫn còn tốc biến. Và Doki đã được áp sát vào xem một tình huống thùng rượu đổ hay không. Có nhất thống đến. Họ chưa muốn thùng rượu đổ. Họ muốn lấy đi những phép bổ trợ của bên phía Nick Vakalasi trước khi mà những mục tiêu lớn ra. Một tình huống tấn công là vừa đủ để có thể lấy được hai điều này. Nhất thống cùng với cả tốc biến của Ide đều đã mất. Chính xác. Bên phía của Kingdom Gaming lấy được hai thứ rất quan trọng của Nick Magalasi để mở toang ra cánh cửa để họ có thể kiểm soát con sứ giả cây nước đầu tiên. Trong khi đó thì Nick Magalasi chúng ta chờ đợi xem lựa chọn của họ là như thế nào. Với hướng di chuyển của Zachi xuống khu vực phía dưới của bản đồ và đang có động thái muốn ăn cua như thế này, có lẽ Nick Magalasi đang hướng đến việc đổi mục tiêu với đối thủ khi mà đường trên đã thiệt hại quá nhiều tài nguyên giao tranh rồi. 8 giây nữa thì cả hai mục tiêu đầu sẽ xuất hiện. Ở trong hang sứ giả cây nước thì Nick Magalasi vẫn còn một con mắt xanh để giúp cho họ có thể theo dõi tiến độ ăn sứ giả khe nước của đối phương. Và có vẻ như bên phía Oshiro kia mình đang muốn đánh thẳng mặt. Once đang có mặt ở đây, Doki cũng là như thế. Mặc dù là cái thế và mục tiêu của Oshiro kia mình với tư cách là bên xanh thì sẽ hơi khó ở phía dưới của bản đồ, nhưng Oshiro kia mình hoàn toàn có thể lựa chọn đánh người trước, sau đó thì họ kiểm soát mục tiêu sau cũng được.
Jinokumi bắt đầu quật đội hình ra khu vực đứng giữa. Họ kéo luôn cả Sunny xuống đây để tạo thêm những áp lực. Bình thường chúng ta thấy những cái tình huống mà nếu như câu kéo kiểu như thế này thì Sunny sẽ tiếp tục là người được đẩy ở khu vực nửa cánh trên. Nhưng với việc mà kéo anh ta ra khu vực đứng giữa, chúng ta thấy rằng áp lực mà Zero Gaming tạo ra để muốn là không có những tình huống mà trao đổi mục tiêu lớn mà phải đánh và sẽ phải có một người bị chịu thiệt. Nhưng ở phía bên kia, Sunny đã bắt đầu khởi động cho mình con sứ giả. Các thành viên đến từ bên phía của Team Galaxy cũng đang mất đi khá nhiều những tài nguyên. Và có thể như họ cũng đã biết rằng cái tình huống này, tình huống mà Sunny đang ăn cho mình con sứ giả rồi, sẽ là phải gọi rất chi ra đây. Doki đang ra hỗ trợ. Một tình huống có lẽ sẽ là cố gắng reset để con sứ giả này được hồi máu hay không đây. Hệ hơi không được hồi máu rồi. Và họ đã tấn công, chuyển mục tiêu ra vị trí của Doki. Doki bốc hơi lá nhanh. Con sứ giả đã thuộc về bên phía Nick Galaxy. Chichu đang cố gắng chạy qua phía bên kia này. Có một tình huống mà trăng dây cố gắng giữ chân lại. Nhưng rất chi còn đang có quá nhiều bụi để về. Và đó sẽ là một tình huống có đến 2 điểm gục tranh cho bên phía của Nick Galaxy. Còn xin đâu cái mình chỉ kịp đổi lại cho mình con rồng trước khi mà chịu thêm một đợt tấn công nữa ra khu vực đứng giữa. Sứ giả húc đem về trụ đầu tiên thì Nick Galaxy, một tình huống đánh tăng tốc là rất nhanh. Nick Galaxy đang có quá nhiều những lợi thế, sứ giả hoàn toàn có thể húc được thêm một lần nữa. Chính xác, và phải bài cùng với Doki đang nỗ lực để có thể giải quyết sứ giả, nhưng sứ giả vẫn có thể húc được một phát nữa vào cây trụ hai. Và pha thi đấu lại dành cho Nick Galaxy, và có thể nói là Sunny đã quá chần chừ trong cái việc đưa ra quyết định của mình. Trước đó thì ta đã khởi động con sứ giả và anh ta phân vân giữa cái việc là nên tiếp tục ăn con sứ giả hay là nên kéo sứ giả ra. Và khi mà anh ta quyết định là kéo con sứ giả ra thì anh ta lại không thể làm được điều đó. Sứ giả đã được Hide giữ lại thành công ở ngay cái rìa hàng sứ giả. Một tình huống giữ sứ giả rất nhạy cảm đến từ Hide và sau đó tạo điều kiện để cho những người đồng đội của mình có thể ập vào và kiểm soát mục tiêu lớn này, qua đó ăn được cái trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa của đối phương. Một tình huống thi đấu rất tốt của Hide. Hide đang thi đấu rất ổn ở trong ván thi đấu này. Nhưng Sunny sau khi mà anh ta thất bại trong việc kiểm soát sứ giả thì anh ta cũng đã di chuyển khu vực đường trên và bào được kha khá cái lượng máu trụ của Hide. Ở thời điểm này, cái trụ 1 khu vực đường trên chỉ còn lại 1090 máu mà thôi. Và sau khi mà có được cái trụ khu vực đường giữa, chúng ta thấy được rằng bên phía của Nick Galaxy cũng đã chủ động cắm rất sâu những con bắt vào khu vực đường giữa này để có thể kiểm soát và giúp cho Draw có thể tự chơi an toàn ở khu vực đường giữa, tránh đi những tình huống bị gánh bất ngờ khu vực đường trên này. Thì sao đây, không, Demon Kai được pha khu vực đứng giữa thoải mái thì đúng hơn, còn Raw vẫn đang có những tình huống mà đi bộ xung quanh. Với một con Shen hỗ trợ, anh ta cũng đã đảm bảo được rằng nếu như có những tình huống giao tranh đánh nhau xảy ra thì anh ta có thể chi viện ra cả hai khu vực đứng cánh và vẫn luôn đảm bảo được rằng là bên phía của Nick Galaxy vẫn có những công cụ để có thể phòng thủ hai khu vực đứng cánh này. Những tình huống mà lấy ít đánh nhiều sẽ có thể xảy ra nhiều hơn. Với bài xuống khu vực đứng dưới này, gọi thêm cả One, liệu rằng họ đang muốn bắt vào Erud hay không? Shinobu Gaming đã tổ chức phòng thủ cái trụ khu vực đường trên. Nick Galaxy họ muốn hướng đến mục tiêu khác. Họ đi thẳng vào trong phần đường bên phía đối phương và Zetchi đã có chiêu cuối. Anh ta bắt được một người, đó là Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu đánh hạt đồng nổ, nhưng Zetchi cũng rất hay. Anh ta đứng vào cái hạt đồng nổ đó và bay cùng với Chiêu Chiêu sang bên kia bờ tường. Một bàn hạ gục dành cho Nick Galaxy một cách vô cùng chớp nhoáng. Và tiếp tục là cuộc đội hình lên khu vực đường trên để ép trụ đối phương đến từ Nick Galaxy. Nick Galaxy đang có những động thái để có thể đẩy nhanh tiến độ của trận thi đấu này. Và còn Rengar nắm tay của Zetchi cũng đang cho thấy áp lực rất lớn ở giai đoạn đầu của ván thi đấu. Hết nhất thống, Aiden đang không muốn chủ động trao đổi chiến thức với cả Feibai nữa, bởi anh ta đã không có được cái lượng tân binh xung quanh khu vực hang bùa đỏ của bên phía Jidong Kim Minh. Vẫn chỉ cố gắng tạo ra những áp lực từ từ với cái bốn tiến công đã được lên thôi. Và Feibai sẽ liên tục là bị giữ chân ở khu vực nửa dưới bản đồ này, bởi vì tốc độ đẩy của anh ta cũng sẽ không bằng. Và hơn hết là anh ta không lên được cho mình đấy là bốn tiến công. Z là một chất tướng không thể nào có được cái điều đấy và tấn công lên khu vực đứng trên. Một lần nữa thì vẫn đang về được đó, vị trí của Hide có thêm quả draw lên đây. Không có nhất thống nhưng áp lực tạo ra đến từ một con Shen của draw vẫn đang là đủ. Và bây giờ thì rất chi một băng trụ cũng đứng dưới, một tình huống có cả dấu ấn tử thần được sử dụng ra. Sát thương trả ngược lại là nhiều, sẽ tấn công quay trở lại đủ hay không đây. Chiêu Chiêu có một cú trăng dây nhưng chuyên tâm này không thể giữ chân được Aaron lại và anh ta vẫn đang về được. Ở phía sau lưng của Aaron và Zetchi thì có Demon Kai đến tiếp ứng. Nó thấy Nick Galaxy đã di chuyển khá tốt trong ván thi đấu này. Họ đánh trám các vị trí với nhau là khá hay. Người này yếu thì ngay lập tức có người kia đến để có thể phòng thủ. Và từ nãy đến giờ Demon Kai vẫn đang đảm bảo tốt cái nhiệm vụ phòng thủ. Anh ta đứng ở khu vực đường giữa. Và anh ta hoàn toàn có thể sử dụng siêu bom địa ngục sang hai cánh. Và nếu như không có siêu bom địa ngục thì anh ta sẽ di chuyển sang cánh đó để có thể trám vào vị trí những người đồng đội của mình để có thể phòng thủ. Và Demon Kai từ nãy giờ anh ta vẫn đang di chuyển là tương đối tốt. Nhưng bây giờ là con sứ giả khế nước, Shinobu Gaming khởi động con sứ giả khế nước này. Và Zetchi có lẽ là
sẽ bỏ khi mà đội hình của Nick Malassi đến không kịp. Nick Malassi vẫn đang muốn đánh, họ muốn lấy, nhưng mà Hàn Quốc khi đến tóc biến lên ta một kiếm, giữ chân lại được người đó là Doki. Doki sử dụng nổ hất văng nhiều người ra, rất chi bị cô lập ở một góc và rất chi đã phải lên bàn đếm số. Bên phía bên kia Aaron cắm kiếm chết một người, draw bên này bật bảo hộ linh hồn, và sau đó có một cú thả thiên thạch nó không trúng ai từ vị trí của Aaron, nhưng Chiu Chi cũng đang bị tắt đoàn ở đây, và Sunny tiếp tục có những cú gõ của mình, và cuối cùng thì draw cũng đã phải lên bàn đếm số. Một pha đánh trả là tốt đến từ Jin Dong Gaming, mặc dù Nick Magalaxy là đội có được sự chủ động nhiều hơn. Khi nói về một đội hình mà đánh xung quanh Zik mà bạn lại để con Zik đứng một mình như vậy thì lấy đâu ra sát thương? Cho công sở phát biểu này, một cú tốc biến mở của ID, Demon Kai còn thậm chí chưa vào được vị trí để bắt đầu tung ra những tình huống ném bom của mình, và rất chi của Aaron kéo nhau bỏ quá xa. Demon Kai thì ngay lập tức sáng đi tìm vào hàng sau, và Demon Kai liên tục bị gõ vào người, anh ta bị cô lập, anh ta bị dồn quá nhiều sát thương vào, và thậm chí cả One cũng nhập tiệp để có thể tìm ra Demon Kai phía đằng sau, cho thấy được Aaron vô hại như thế nào khi mà không có sát thương đằng sau. Anh ta cứ đứng ở đấy, anh ta cũng chẳng làm được thêm bất cứ một điều gì cả. Và ở một thế khó thì bên phía Jin Dong Gaming vẫn đang tìm ra được những cái cách để có thể gỡ lại được thế trận, nhưng bây giờ thì sao, họ vừa bị mất một người, thế 4-5. Bên phía của Nick Magalaxy đang là người có lợi, không, Jin Dong Gaming mới là người có lợi, quên mất là họ đã bắt được một người, và đó là con Sen bị bốc hơi là rất nhanh. Tiếp tục là những tình huống mà Doki có mặt ở đây để giữ sai những người đồng đội của mình ở phía trước hang rồng. Doki vừa rồi liên tiếp có hai pha thùng đủ nổ rất hay, pha thùng đủ nổ ở khu vực đường trên thì anh ta cô lập được người đi đường bên phía đối phương ra một góc, và mặc dù anh ta bị hạ gục nhưng anh ta vẫn có thể để lại cái chiêu cuối rất quan trọng của mình. Vừa rồi là một tình huống mà Doki anh ta sử dụng cái thùng đủ nổ của mình, vừa hất văng Sen về, vừa khiến cho ba người kia dập ngược lại, nhưng Aaron đang truy đuổi vị trí của Chiu Chiu, cắm kiếm sau đó là thiêu đốt, nhưng Chiu Chiu vẫn có lực giáp, và cú tà thiên thạch này cũng không lấy mạng được Chiu Chiu. Sunny đang cố gắng quẩy và anh ta có phản công của mình. Bên phía bên kia thì Zetchi dính dấu ấn tử thần và anh ta có đồng hồ cát, nhưng lại quá nhiều sát thương đến từ Jin Dong Gaming. Một lần nữa người đi rừng của Nick Magalaxy làm bàn điểm số, và con rồng nước này sẽ thuộc về cho bên phía của Jin Dong Gaming. Hai rồng dành cho đội tuyển đến từ khu vực Trung Quốc rồi. Vẫn là những sự khó chịu trong việc giữ được cự ly đội hình là tốt hơn rất nhiều đối với Jin Dong Gaming, và họ vẫn đang tìm ra được cả hàng sau nữa. Cái câu chuyện là Demon Kai nãy giờ bị quá nhiều những áp lực lao vào bởi hai con sát thủ, cả Kha'Zix cả Zed đều luôn luôn để ý đến người gây sát thương nhiều nhất trong đội hình của bên phía Nick Magalaxy là Zik, và pha thi đấu này là một pha thi đấu mà Demon Kai cũng không còn quá khỏe nữa, chỉ còn lại được một ngưỡng nửa máu nửa mana thôi. Và khi mà tất cả mọi người chú ý để có thể bắt vào Jin Chiu thì những người ở hàng sau, những con bài như kiểu là Z, như kiểu là Kha'Zix chắc chắn sẽ có thể tìm ra được Demon Kai. Tiếp tục một lần nữa, các thành viên bên phía Jin Dong Gaming thấp máu nhưng vẫn đang cố gắng sát xíu nhau về. Rất chi có cho mình đến chiêu cuối, anh ta bật lên nhưng ta không vào đủ tâm để có thể bớ vào ai cả, và đang bị chuyên tâm giữ chân sẽ phải lùi ra thêm một nhịp nữa. Rất chi vẫn đang quyết định lao vào, anh ta vẫn có một cái bụi ở đây, nhưng chắc chắn là rất chi sai trong vài thi đấu này. Rất nhiều thành viên của Jin Dong Gaming đang trả sát thương, nhưng rất chi phía sau anh ta cũng có những người đồng đội của mình. Một cú tả thiên thạch tiếp tục là không trúng vào đầu của Chiu Chiu, Chiu Chi vẫn có thể giữ được mạng của mình. Trong khi đó ở khu vực đường trên, Fei Bai đẩy sập trụ 2 và các thành viên của Nick Magalaxy nhanh chóng phải lùi và kết thúc pha tấn công ở khu vực đường dưới của họ. Khả năng macro vẫn đang là tốt đến từ Jin Dong Gaming, họ vẫn biết ở thời điểm nào mình nên làm gì. Cũng không phải là những tình huống xa đà mà đánh nhau, họ chỉ cố gắng để dụ và câu kéo thời gian để có thể mở ra khoảng trống dành cho Fei Bai để đẩy tiếp khu vực nửa trên bản đồ mà thôi. Và khi mà chúng ta có quá nhiều sự tập trung vào khu vực đường dưới như thế này thì đấy sẽ là một khoảng gian đủ để cho Fei Bai thổi bay trụ hài khu vực đường trên. Và có lẽ rằng mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn hơn dành cho bên phía đội hình của Nick Magalaxy rồi. Họ cũng không thể bắt được quá nhiều người trong tình huống giao tranh này, với việc mà dồn cả 5 người xuống chỉ có một mình đó như là Zach. Zach của Sunny bị hạ mà thôi thì phải. Những người khác vẫn đang còn nguyên. Một leo đổi hai trụ khu vực đứng trên. Mọi thứ đang trở nên tệ hơn dành cho Nick Magalaxy, thua 5.000 tiền với hai con rồng. Nó sẽ là một áp lực rồng rất lớn ở con rồng thứ ba. Và bây giờ thì Raw cũng đã mất đi cái nhất thống của mình để cover cho Zetchi trong tình huống thi đấu vừa rồi. Sẽ không có nhất thống để hỗ trợ cho bất kỳ người nào ra đây solo với Sunny. Zetchi là người được cử ra đây, anh ta có một tình huống ném bồ lai, nhưng Sunny hoàn toàn không sợ một chút xíu nào cả. Siêu bom địa ngục để dọn lính, và dọn lính thành công, nhưng cái trụ này còn quá thấp máu. Jin Dong Gaming giải quyết được trụ và sau đó tiếp tục tấn công vào người của Zetchi cùng với Hide. Hide thì bỏ chạy được, còn Zetchi thì sao? Zetchi dính rất nhiều shuriken nhưng ta vẫn chưa phải nằm, và ta vẫn có thể chạy đi được. Thiên thạch tiếp tục được thả và nó khép góc đội hình giao tranh của Jin Dong Gaming. Aaron bắt đầu băng vào làm câm lặng vị trí của Doki, sau đó là quay tay
nhưng anh ta cũng không còn chiêu cuối để có thể tung ra dứt điểm bất cứ ai Jindong Gaming ở trong pha thi đấu này. Thiếu sát thương là những gì mà đội hình của Nick McGrath đang cho chúng ta thấy. Ngoại trừ Zik, có lẽ ngoại trừ Zik vị trí của trong tay của Demon Kai, thì hầu hết những thành viên khác đang chưa gây ra được đủ lượng sát thương đột biến. Và chúng ta thấy được rằng ván đấu này là một ván đấu mà cũng đã phải lên cho mình những cái đồng hồ ở sau hai trang bị lớn đến từ Demon Kai để có thể đảm bảo rằng anh ta có một vài cơ hội sống sót được trước những tình huống mà ập vào đến từ cả hai con sát thủ trong đội của Zero Game mình. Giờ chỉ là đang muốn tấn công, anh ta có bô la băng nhưng ném là trượt. Chính xác, cái vấn đề là bây giờ sát thương đến từ Zetchi cảm giác nó là không thấm bao nhiêu vào đội hình của Zero Gaming nữa. Mặc dù là những cú nhảy của anh ta, những cú sử dụng chiêu cuối của anh ta thực sự là áp lực thật đấy. Tuy nhiên thì sát thương là không có đến từ vị trí của Zetchi. Và lý tiếp là ta phải sử dụng cái dạng cường hóa của mình để sử dụng tiếng ngầm trực trận của mình để có thể thoát đi. Chứ bây giờ Zetchi không thể nào thoát đi được. Một cú thủ nổ tiếp tục là hay đến từ vị trí của Doki, và sau đó là Hide bắt đầu bị tìm đến. Gai hư không không trúng vào người của Hide. Hide thành công thoát về với một nửa lượng máu của mình. Nhưng bây giờ Zetchi mất đi. Jindong Gaming rất nhanh chóng ép thẳng vào Baron. Faibai đứng ở đây để có thể giữ sai. Nick Magalasi đang tiến ra đây. Họ biết chắc chắn đối phương đang ăn Baron. Eren đang đi đầu. Eren dính dấu ấn tử thần. Anh ta quay tay để có thể lùi về. Bên phía bên kia thì Draw cũng đang sẵn sàng một tình huống tiếp ứng. Hide cũng sẵn sàng lao vào hàng Baron. Có tầm nhìn. Shippuden ngục qua vào. Không cướp được hàng Baron. Jindong Gaming rất kinh nghiệm trong việc nhả đam con Baron một nhịp trước khi cái siêu bom địa ngục nó đến. Và bây giờ thì Jindong Gaming có được bộ lợi Baron trên tất cả các thành viên của họ. Không có đam, họ chỉ có đam của Demon Kai mà thôi. Thế nên là ở trong tình huống vừa rồi thì cũng không có quá nhiều tiền đề để cho các thành viên của Nick Magalasi có thể quyết đoán và lao xuống hang Baron cướp ở trong pha thi đấu vừa rồi. Jindong Gaming cũng rất chủ động cắt cửa ra đến hai thành viên, đấy là vị trí của Chiu Chiu cùng với cả đó là Doki để có thể kiểm soát ở vòng ngoài. Và nó khiến cho thời điểm này thế trận đang nghiêng hoàn toàn trong tay của các thành viên bên phía của Jindong Gaming rồi. Họ sẽ cố gắng tiến nốt đến con rồng thứ ba và tiếp đó sẽ là con rồng lửa. Và với ba bộ lợi rồng cùng thêm cả bộ lợi Baron, họ hoàn toàn có thể đẩy bay nhà chính của Nick Magalasi ở trong một nhịp thi đấu tiếp theo. Giờ chỉ đang muốn băng vào một cái chiêu cuối tốt đến từ bên phía của Chiu Chiu để có thể giải tán đội hình bên phía của Nick Magalasi. Vẫn đang cố gắng để bao bọc nhau để về, nhưng lần này Chiu Chiu đã lên bản điểm số rồi. Sát thương cố gắng dồn vào, rất chi thấp máu nhưng đang không có những sát thương tuyến sau. Bởi vì ai bay vào tiếp tục mục tiêu được chọn đó là vị trí của Demon Kai. Lần này giới tử thần là thành công để có thể lấy mạng của Demon Kai, và họ đang mở toang cánh cửa để cho sách của Sunny đẩy. Họ lấy 4-5 và thậm chí rằng họ vẫn đang là người chiến thắng, vẫn đang cố gắng giữ chân là hai người ở đây. Có thể nói là hết rồi khi mà con rách kia đang đập nhà là quá chất lượng. Và đó sẽ là chiến thắng của Jindong Gaming. Thậm chí còn muốn lấy nốt mạng của Hide trước khi kết thúc ván đấu đến từ Sunny. Thêm 4-5 mà vẫn đánh được. Và thậm chí đánh căng tay luôn đến từ các thành viên của Jindong Gaming. Và thậm chí là 3-5 nếu như chúng ta tính cả